ở đâu đây để giúp nhu cầu mà gọn nhẹ dễ di chuyển này ha. Thứ hai đó là về cái chi phí mà đầu tư nết á, thì đây là một cái giải pháp cho mình, đó là ghế ghế cá chép anh em ha. Thì đây là có mẫu ghế chỗ thấp, giờ bên đây em có một cái mẫu ghế chỗ cao. Thì hai mẫu ghế này nó đều hầu như nó na ná đó, na ná thôi, nhưng mà bên đây là hãng của bên cá chép anh em ha, bên đây là có hãng bên đồ trâu khác, mà bên đây này nó cao cấp hơn. Với anh em sẵn nói em luôn là cái mẫu ghế bên em á là được sơn chỉnh điện sơn đen, thì nó sẽ bền hơn cái mẫu mà inox anh em ha, cái mẫu mà trắng trắng á. Thì đâm ra anh em có thể xem một số mẫu trên thị trường á, thì giữa cái mẫu mà sơn đen với mẫu inox, lúc nào cái mẫu sơn đen nó cũng mắc hơn mẫu inox hết rồi. Thì em báo anh em biết trước luôn để thôi anh em mình đổi giá thì mất công hỏi em mất công rồi. Thì khi anh em có tặng anh em một cây mồi nhé, bát bát chống trần, bát trọng đó, rồi cái này là cái thay tựa lưng cho anh em mình đó. Rồi sau này có một cái túi cho anh em đựng dụng cụ với đựng khay mồi luôn anh em ha. Đây anh em xếp gọn lại đó, em ngồi thử cái ghế này trước cho anh em mình coi nha. Đây em là 80 kg anh em ha. Đó em thì em thích cái ghế tựa thấp này hơn, tại vì nó tựa nó vừa ngay chỗ cái xương, giống như là ngay chỗ xương sống luôn nè, cũng là thoải mái này. Chứ cái ghế tựa cao thì nó có ưu điểm khác, và thứ nhất là nó bền bự, nó đẹp ha. Đây là gỗ cái tự cao, hình như nói rồi em cũng hãng khác, em không có lấy chung được năm ra anh em thông cảm. Thì đây là mẫu cái tự cao, chất liệu nó bền hơn, nó cực kỳ ấy, rồi sơn nó từng nhám, anh em nhìn rồi anh em thấy nó rất là đẹp ha. Thay này là cũng như mấy kia thôi, là một bát chống cần, bát trọng, thay mồi để làm đẹp hơn anh em ha. Trời đang mưa quay luôn xíu rồi. Đây là cái tựa lưng, anh em phải tăng chỉnh cái này lại nè. Đó. Đó. Em 80 kg, lên cho em mình coi nha. Đó. Vivo nha. Cái ghế này mà thích hợp với anh em mà trọng lượng mà tầm khoảng cỡ 60-70 kg rồi là ngon lành, đó là ngồi rất là đẹp, ưng luôn. Thứ hai là khi anh em mua ghế anh em được tặng một cái túi đựng cái khay mồi này nè. Khay mồi này anh em mình mở ra được nha. Đây đây mình sẽ bỏ vào cái túi này đó. Thì cái túi này anh em có thể đựng thêm phụ kiện rồi luôn đó. Cái túi này thì anh em cứ treo vô đây đó, đây là ha. Ngoài ra thì cho anh em tặng anh em thêm một cái túi đựng ghế đó. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ số Zalo bên em ha, hoặc số điện thoại. Em có để giá với sản phẩm, với sản phẩm ở dưới màn hình em ha. Thì do cái phí vận chuyển anh em có thể xa hay gần thì nó sẽ trên lệch khoảng 40-50 ngàn, 50-60 ngàn gì đó, nhưng mà em sẽ bao ship cho anh em hết là 30 ngàn đều hết luôn, xa gần gì hết, lỡ mà có 40 ngàn thôi em sẽ chịu lỗi cho anh em mình luôn. Cái thứ hai là dù như anh em mà đi câu mà có gần gần nhau á, anh em mình có thể mà hùng hạp nhau mà để mà mua được chung một cái ghế, mua được hai cái ghế trở lên á, thì em sẽ bao ship cho anh em mình. Rồi ok, bye bye đây.